Lên đây chơi. Em ơi. Tốt, nắng ấm, nắng nóng. Dạ. Thì Sài Gòn cũng vậy đó, Sài Gòn ngày hôm qua cũng mưa ngập lúc luôn đó. Dạ. À. Nó đang chơi. Nó đang chơi. Bây giờ cho núi Hồ Mây nè. Dạ. Yeah. Với vợ chồng Dung nữa. Một... À. À. Dạ, chùa Đạch. Cái xá lợi á, cái xá lợi, cái hạt xá lợi á. Xá lợi Phật á, xá lợi Phật á, mà không biết xá lợi chỗ nào thì để trong cái đèn đèn đăng đó phải. Chùa đó cất lâu lắm rồi, cả gần chục năm rồi, chục năm rồi. Dạ. Chùa đó, chùa đang quay phim. Dạ dạ, chùa Đại Tòng Lâm. Dạ dạ dạ. Minh ơi, Minh lên đây nhìn đẹp lắm. Lên đây view đẹp lắm. Lên đây nè, view đẹp lắm. Thì lên đây ghi mệt nè, mát. Lên đây nhìn toàn cảnh nè, toàn cảnh Vũng Tàu nè. Lên đây Long, lên đây ba nè con. Khách sạn. Rồi rồi rồi, đi liền. Sân bay đó, sân bay Vũng Tàu đó.